Em Cường và bác Nhật chào các bác chị nhé. Hôm nay ngày 13 tháng 11 2024 nhé. Bác chị mua hàng liên hệ qua số điện thoại 0909479154 nhé. Nhắn tin gọi điện kết bạn Zalo, gọi điện Zalo là được nhé. Giá trên đây là chưa bao gồm phí ship nha các bác chị. Bác chị mua hàng thì cộng thêm phí ship giúp em. Giờ vô chi tiết giới thiệu một số cái mã hàng nhé. Đây em giới thiệu cái con chip gốm nhé. Chip gốm này là chip D15 nhé, chạy sau nhiệt, R1.2, chuyên chạy phá, chuyên chạy bạc đạn, chuyên chạy thép sau nhiệt, chuyên chạy T-Ben, lắp ô tô và gang nhé. Đó. Nó có 3 màu, vàng, đà, vàng, màu hồng, màu vàng. Còn đây là clip mà khách hàng đã mua và thử chạy test gửi clip cho em. Đây này, đó em cũng giới thiệu thôi. Cái này thì clip trước em cũng giới thiệu rồi. Đó, đó. Còn chip gốm nhé. Con này anh khách của em đang mua là chạy bạc đạn. Đó, chạy bạc đạn nhé. Đó, chạy bạc đạn đó. Mở tiếng luôn. Chạy bạc đạn đấy nhé. Chạy ăn rất là ngọt nhé. Chạy ăn rất là ngọt luôn. Rồi, con này màu trắng này. Con nào ăn cũng rất là ngọt hết nha các bác chị. Ngọt quá, cỡ 300 đó, anh ăn 1 ly luôn đó. Có anh ăn 1 ly đó. Ăn rất ngọt nhưng mà khi lên tốc độ cao cao một xíu thì nó dội mũi. Đó, đây. Đó, này khách test và gửi cho em nhé. Rồi, của bác chỉ cần chip thì báo em. Con này thì em bán là 10.000 một viên, chip D15 R1.2 chuyên chạy phá. Rồi em phô cái chi tiết mã số 1, một cái bộ đo lỗ nhé. Bộ đo lỗ này đo từ 50 đến 150. Đây, nó kèm đầy đủ đồ hết nhé. Cái cần đo, một cái cây nối, kèm các ti nhé. Ti từ 50 đến 100. Những cây nối dài thì mình gắn thêm vào nhé. Cây nối dài, 100, đo 150 nhé. Kèm đồng hồ luôn. Đồng hồ, Mitsubishi luôn, hoạt động êm ái bình thường nhé. Cần này, cái này là dính dơ thôi nhé, chứ lau chùi cái này nó sạch sạch nhé, đẹp nhé, đẹp đẽ nhé. Cái này có Mitsubishi nhé. Đó. Bộ này có đầy đủ luôn nhé. Đầu của nó đây. Đó, có đầu bi đầy đủ nhé. Đó. Bộ này em bán là 1,5 triệu nha các bác anh chị nhé. Bộ đo lỗ dùng để đo xi lanh hoặc đo lỗ, đo bạc đạn đều được hết nhé. Gắn vào thôi. Bộ này em bán là 1,5 triệu nha các bác anh chị nhé. Bộ đo lỗ 50 150. Mã số 1 nhé. Là 1,5 triệu nha các bác anh chị, bộ đo lỗ. Còn cái mã số 2 có đồ linh tinh này này, em lấy giờ em bán luôn cho nó gọn. Đây này, con ba. Đây, một cây, hai cây. Cái này cái gì? Đây, nó như này. Bốn cây. Này, năm cây. Cái này cái kìm không biết. Đây. Đó, sáu cây. Một cái này là cái dùng để ta quay taro nhé. Bảy cây. Đó, có nhiều đây nhé. Bộ này em bán 120 nhé. Mã số 2. Và mã số 3 là cái chiếc chảnh chạy trên vuông nhé. Cán này chạy trên đứng cũng được nhé. Cán có chip thì sẽ cắn chạy trên đứng. Cán này cắn 25, bộ này em bán là 470.000, kèm chip 2,5 ly và 4 ly nhé. Đây là 4 ly này, 2,5 ly này, kèm 2 ly này, đó, đẹp nhé. Bộ này kèm 10 chip nhé, kèm 10 chip và một cái cán 470.000, cán 25 nha các bác chị nhé, cán vuông 25.
Đó, căn phòng 25. Chúng qua cái mã số 4. Nó là 4 đầu kẹp khoan này, kẹp 13 ly như các bác chị nhé. Bộ này em bán là 200 ngàn nhé. Đây mã số 4, kèm mà 5 cái nhé. Cái này nó bị cứng này, cái này chân gen nha các bác chị nhé, chân gen. Kẹp 13 ly nó cứng nhé, cái này một cái cứng này. Cái này thì xoay nhẹ nhàng này, đó, nhẹ nhàng êm ái nhé. Con này là của Mỹ nha các bác chị nhé, của Make in USA này, kẹp từ 1 ly đến 13 ly. Hàng thì nói chung là ta đây kẹp từ 3 ly chứ, 3 ly hay 2 ly gì đó. Hàng rất là đẹp, nói chung cái chân này rất là đẹp. Hàng Mỹ nhé, cái êm này. Còn cái này thì nó nặng này, nó không xoay được này. Bán luôn nhé. Này, kẹp 10 ly, 6 ly rưỡi. Côn là côn số 2. Cái này cũng nặng này. Cũng nặng này, có bác về chỉnh chứa được thì chỉnh nhé. Em không có thời gian rảnh. Cái này em không tháo mũi khoan nhé. Cái này chắc là ok này, bạn ok này. Em không có tháo mũi khoan ra. Đó. Còn cái này thì đây, nó cũng nặng. Nặng, em không có tay chỉ. Đây. Nó có đuôi trụ này. Cái này nó vặn đuôi gen vào đó. Đó. Đó, 6 cái nhé. 6 cái này em bán 200 ngàn. Đó, số 4 này này bán 200 ngàn nha các bác chị. Qua cái mã số 5. Mã số 5 ở cái cán gen nhé. Cán gen này cán 25. Bộ này em bán 500 ngàn. Kèm 4 con chip nhé. Chip này xe 22 nhé. Con này chạy bước 6. Con này chạy bước 3,5. Hai con này là chạy bước 4 nha các bác chị nhé. Chạy bước 4. Cán này cán 25. Chuyên chạy bước lớn nhé. Bước lớn nhất là bước 6 nhé. Xe 22. Xe lớn nhé. Kèm 4 con chip. Đó, bộ này em bán là 500 ngàn nha các bác chị nhé. Chạy bước 6. Mã số 5 là 500 ngàn. Mã số 6 một cái kẹp khoan nhé. Cái kẹp này thì em bán là 200 ngàn này. Côn số 1 nhé. Côn số 1 cho bác nào máy nhỏ này. Cái này về vệ sinh lại của bác chị nhé. Nó bị dơ. Đây, con này kẹp từ 1 ly đến từ mấy ly đây. Yuki qua nhé. Kẹp lớn nhất 10 ly nhé. Con này thì rất là đẹp nhé. Đó. Hoạt động thì ok, nhẹ nhàng hết nhé. Này có tài chiết thì em sẽ tặng kèm nhé, không có thì là nó chỉ có 200 ngàn này. Em bán 200 ngàn nhé. Nếu mà em kiểm tra có tài chiết thì em sẽ tặng kèm, không có thì nó sẽ không có tài chiết các bác chị nhé. Này côn số 1 này cho các bác xài máy mini này, số 1 máy mini. Đấy, côn số 1 cho các bác chị nhé. Cái này kẹp lớn nhất là 10 ly, nhỏ nhất là 1 ly. Này là 200 ngàn mã số 6 nhé, kẹp qua 200 ngàn. À, nói chung còn đẹp, cái này nó hơi bị sét này, về mình lấy vệ sinh đánh chơi bên nó sẽ sáng. Đó, 200 ngàn mã số 6, mã số 7 một cái cán cắt nhé. Cán cắt này thì con chip này của Quarter gắn vào thì nó cắt được pin 50 nhé. Còn chip của nó là chip chính hãng của nó, chip đúng cán của nó sẽ là con chip này Sumitomo. Đó. Sumitomo nhé. Con này thì em đang bán là bộ này em bán là 600 ngàn kèm 11 con chip nhé. Con chip này chỉ được một góc đẹp thôi nhé. Đây, một đầu đẹp thôi, một đầu nó bị xấu. Con này thì bao đẹp hai đầu nhé. Đó, đây kèm 11 con chip. Như vậy 8 con chip này và 3 con chip dài. 3 con chip dài như này nhé. Con chip này gắn vào cắt được phi 44 nhé. Phi 44 nhé. Gắn con này cắt phi 50, cán này cắt 20 nhé. Bộ này em bán là 600 ngàn. Mã số 7 là 600 ngàn. Mã số 8 nhé. Một cái cán gen. Cán gen 25. Chip size 16. Chip size 16 nhé. Con này chạy bước lớn nhất là bước 3. 350 nhé. Mã số 8 350. Cán Nhật nhé. Cán Nhật thì có bác chị nhé. 350. Cán 25. Mã số 8 nhé. Có cái mã số 9 nhé. Một cái cán này là cán cắt. Cán này cán lớn nhé, cán 32 nhé. Cán này vuông 32 nha các bác chị nhé. Này là vuông 32 cho máy lớn này. Nó cũng gắn kèm chip giống như này nhé. Nó cũng có 11 con như này luôn. Bộ này em bán là 650 nhé. Cán này gắn chip cắt 3 ly hết nhé. Cán bộ số 7 để chip cắt 3 ly. Nó gắn cùng hãng của nó luôn.
À, bộ này bán là 150, căn vuông lớn nhé, cái máy lớn gắn vừa luôn. Gắn con này thì nó cũng cắt học phi 55, gắn này thì cắt học phi 44. Bộ này em bán là 650, mã số 9. Gắn này gắn vuông vuông 32 nhé, vuông 32, vuông 32 nhé. Đó, cái này còn căn bãi chia xài, mới chia xài. Bộ này em bán là 650 nhé, chip thêm 25.000 viên nha các bác chị nhé, bác chị mới chip thêm 25.000 viên. Cái mã số 10 nhé, mũi doa 246 mũi doa này, 6 mũi doa này em bán là 120.000 nhé, 120.000 này là 5.3 5.73 này xoắn. Con này 10.02 hàng phụ nhé, con này 12 nhé, này 12 hàng xoắn, 120.000 cho các bác chị nhé. Con này thì nó không thấy số ở đây, tầm 6 ly của bác chị nhưng mà nó hơi chạy nhé. Em cái thước em để dưới kia rồi, em không đem lên đây. 12.7 này côn nhé, 12.7 cái này rất là đẹp luôn. Này là em coi mấy ly đây, 10 ly, cái này 10 ly có bác chị rồi. À, bộ này em bán là 120.000 nhé, 246 cây doa nhé, 120.000, mã số 10. À, cái này là mã số 10, kiếm cái mã số 11 mà không thấy. Giờ có cái mã số 12 nhé. À đây, mã số 11, một cái cán móc lỗ, cán này là cán 32 dài 350, nẹp chống chung của Sumitomo nhé, chip T16, móc rất là tốt nhé. Đây, chỗ này nó có bị chày chút xíu nữa của bác chị này, nó bị chày nhé. Nhưng con này nó có miếng lót này thì không ảnh hưởng nhé, miếng lót này thì nó sẽ không có dung gì hết. Bộ này em bán 5.3 nhé, 3 dài 350, nẹp chống dung của Sumitomo chip T16 nhé, chống dung nhé, hàng chống dung nhau bác chị nhé. Thường thường nếu mà cái cán này mà không chống dung thì nó dao động khoảng tầm 850 đến 900 ngàn. Cái cán như này, cán thường không chống dung thì nó sẽ dao động, còn chống dung nó sẽ mắc hơn. Cán này nó chỉ thua một hợp kim thôi chứ nó không có ấy nhé, nó chống dung rất là tốt luôn. Mã số 11 là 1.3.000. Mã số 12 là một cái cán chống dung luôn nha các bác chị nhé, cán 20. Cán 20 chip C09, nước này con này có nước xuyên tâm nhé. Đó, nẹp chống dung này. Cán này giá 250, cán 20 nhé, kèm chip C09 nhé, kèm 10 con chip nhé. 10 con chip này thì là chuyên chạy thép và inox, 690.000 bộ này nhé. Mã số 12. Mã số 13 là cán móc hợp kim nhé, cán móc hợp kim nguyên khối này, nó là kim nguyên khối nhé các bác chị nhé. Nó có 3 loại, mỗi loại 2 cây. Cái này em bán là 210.000 một bộ 6 cây. Đây, cán con này cán 6 nhé các bác chị nhé. Cái thân này là cán 6, dùng để móc lỗ nhỏ nhé. Đó, 6 cây hợp kim nhé, nó là hợp kim hết, hợp kim nguyên khối của bác chị, dùng để móc những lỗ nhỏ. Mã số 13 là 201. Mã số 14 là một cái cán tiện luôn, cán tiện móc lỗ 32, xài chip T11, nẹp chống rung luôn nha các bác chị nhé. Cái này nẹp chống rung luôn, của Sumitomo luôn. Đó, cán này dài 300. Cán này thì 1.1 triệu nha các anh chị nhé, cái cán không là 1.1 triệu. Còn chip thêm nữa, một hộp chip mới thì là 1.450.000. Đó, lấy cán không thì 1.1 triệu nhé, chip T11 nha các anh chị nhé. Đây, chip của nó này, T11 T1103 TBMT. Đó, 1103 nhé. Bộ này em bán là 1.450.000 một hộp chip mới. Có cái mã số 15, cái cán chạy gen nhé, cán chạy gen móc lỗ. Cán này là cán 7 chia xài này, cán này rất là đẹp, cán này dài tầm 230, 240 gì đó nhé. Cán này nguyên zin luôn, cán này cán đẹp. Cán này bán là 600.000 nhé, cán gen chip xa 16 nhé, chạy lớn nhất là bước 3. Cán này còn rất là đẹp nhé, cán này 5 nhé,
Mã số 16 là một cái ban me nhé. Ban me này là ban men 150 175. Hoạt động êm ái nhẹ nhàng nhé, vừa số vừa cơ. Con này có mít Totozo nhé. Hoạt động rất êm ái nhẹ nhàng nha các bác chị nhé. Hàng đẹp nhé. Nói chung là số má thì rõ ràng. Đầu hộp kim thì không bị bể bị biết gì hết. Kèm cái dưỡng luôn nhé. Ông dưỡng này 150 này, dưỡng này rất là đẹp như mới luôn. Đó. Bộ này em bán là 750 nhé. Ban máy số và cơ. Vừa xài số vừa xài cơ nhé. Đó. Có số thì mình đọc rất là dễ dàng. Hoạt động êm ái nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng nha các bác chị nhé. Con này em bán là 750 nhé. Ban me. Đó, bộ này là mã số 16 là 750. Mã số 17 một cái cánh tiện luôn nhé. Cánh này 25. À, nẹp chống rung của Sumitomo luôn này. Đó. Cánh 25 dài 300 nhé. Đó, con này là dài 300 này. À, chip T11. À, kèm 10 con chip lướt như này nha các bác chị, 10 con chip lướt này, bộ này em bán là 900.000, 10 con chip lướt T11, hàng chống rung luôn nhé, đó, chống rung luôn, mã số 17 là 900.000. Qua cái mã số 18 nhé, mã 18 một cái căn tiện 16, đẹp chống rung của Sumitomo, chip này C09, dài 200, hàng chống rung luôn nhé, phi 16. Chip C09 kèm 10 con chip giống này nhé. 10 chip C09 này. À, bộ này em bán là 6.540.000. Mã số 18 nhé. Và cái mã số 19 nha các bác chị nhé. Một cái thước cặp đồng hồ nhé. Này, thước cặp đồng hồ, thước này là 300. Này 1,5 triệu nha các bác chị nhé. Con này rất là đẹp nhé. Siêu đẹp. Rồi. À quên thước cặp 200 nha các bác chị nhé. Thước cặp 200. Nó lộn thước cặp 300 chết. Con này rất là đẹp nhé. Rất là đẹp luôn nha các bác chị nhé. Cái loa ánh đèn đó. Số má rõ nhé. Một vạch của nó 0.02 nhé. Hàng rất là đẹp nhé. Kéo ra rất là nhẹ nhàng nha các bác chị nhé. Kéo ra rất là nhẹ nhàng chuẩn xác nhé. Giờ em test cái độ chính xác cho các bác chị xem nhé. Này là 6 ly này. Chuẩn 6 luôn nha các bác chị nhé. Chuẩn 6 luôn nha các bác chị nhé. Rất là chuẩn nhé. Cây này rất là chuẩn nhé. Cây này là 1,5 triệu nha các bác chị nhé. Cây này thức cặp 200. Này là 6.44 này. Đó, 6.44 nha các anh chị nhé. Hàng rất là chuẩn nha các anh chị nhé. Đây. Rất là chuẩn luôn nha các anh chị. Đó. Hàng còn rất là chuẩn nha các anh chị. Cái thước này. Đó, cái thước này em bán là 1,5 triệu nhé, hàng chuẩn nhé, hàng đẹp chuẩn, 1,5 triệu nha các bác chị, thước cặp 200, thước cặp đồng hồ nhé, còn hộp luôn, hộp đầy đủ, thước cặp 200, 1,5 triệu, mã số 19. Qua cái mã số 20 nhé, cái cán tiện chống rung, cán này cán 25. À, xài chip C12 nha các bác chị nhé, chip C12. À, bộ này 1,1 triệu, ở đây có hơi chày này các bác chị này. Hơi chày nhé. Chắc là bãi nó có xài cái gì mà nó lấy cái này nó gõ thì nó bị chày. Đó, bị chày lên này các bác chị. Cán này cán 25 dài 300 nhé các bác chị nhé, 300. Kèm 12 con chip. Chip mới nhé. 12 con chip mới. Bộ này là 1,1 triệu, này là chip R0.8 này, chuyên chạy thép inox, chip mới. Con này cũng vậy này, chuyên chạy thép,
chip mới luôn, R08 luôn nhé, để mà 12 con chip. Bộ này em bán là 1,1 triệu nha các bạn chị nhé, bán cho 20, đẹp chống dung luôn nhé, đẹp chống dung. Chip này là chip C12, hành chống dung luôn, chip C12, mã số 20. Mã số 20 này là 1,1 triệu nhé. Có cái mã số 21 nhé. Mã số 21 thì là mũi phay. Mũi phay này là mũi phay hợp kim nhé, hợp kim nguyên khối nhé các bác chị nhé. Mã này là 380.000, nó là hợp kim nhé. Đó. Kèm 2 4 6 8 9 cây. Con này là phi 12 này. Con này đỉnh nó có R nha các bác chị nhé, R2. Phải phá cho nó bền. Phi 12. Con này phi 10 nha các bác chị nhé, phi 10. Hàng đẹp nhé. Con này phi 8 này, nhưng mà đây nó có bị mẻ nhé, nhưng mà nó còn phay rất là tốt nhé. Phi 8. Cái này phi 6 nhé. Phi 6. Con này cây cây chăm phơ nhé, cây đủ lạ lỗ. Phi 6 luôn. Con này phi 4. Phi 4. Đây, cái này ra chỗ đây có bị mẻ. Phi 3. Hai cái này là phi 2. Đó, tổng là 9 cây nhé. 9 cái này em bán là 380.000, nó là hợp kim nguyên khối nha các bác chị, hợp kim nguyên khối mã số 21. Qua cái mã số 22. 22 là cũng là hợp kim nguyên khối luôn nha các bác chị nhé. Bộ này em cũng bán là 380.000. 2 4 6 8 9 cây luôn nhé. Đây là phi 12. Nó có R đỉnh nhé. Đỉnh có R2. Cái này là phi 10. Phi 10 của bác chị nhé. Cái này là phi 8. Hợp kim hết nha các bác chị nhé, hợp kim nguyên khối. Cái này là phi 6. Phi 6 nhé. Cái này là phi 6 chăm phơ này, lạ lỗ này. Này là phi 4. Đây, cái này gật mẹ. Phi 3. Cái này là 2 ly rưỡi và 2 ly nhé. À, 2 ly hết của bác chị, 2 ly hết nhé. 2, 4, 6, 8, 10, 9 cây. Mã này em bán là 380.000 nhé. Mã số 22. Em qua bộ tarot nhé. Mã số 23 này là 250.000. Rồi tarot dài này màu 12 x 1 này. Hàng đẹp nhé. Đây là màu 14 x 1. Cái này mình mua về mình thủ thôi, lắm lúc mình xài. Màu 14 x 1.5. Đụng mua bên mũi tarot nào là mình lấy ra thôi, gọi mất công đi mua. Đây, màu 18 x 1.5, rất là đẹp, cái này rất là đẹp. Đây là màu 16 x 1.5. Đây màu 12 x 1.5 nhé. Màu 12 x 1.5 dài. Đây màu 12 x 1, 20 x 1. 20 x 1 nhé. 2 4 6 7 cây. 7 cây tarot nhé. Mã số 23 là 250. Qua cái mã số 24 nhé. Đây em qua cái mũi. Mũi này là cái mũi lạ lỗ này. Mũi lạ lỗ hoặc là mũi phát. Đây là phi của nó, phi 25 nhé. Phi 25. Hàng giống như mới nha các bác chị nhé. Cái này em bán 150 nhé. Này bằng thép gió nha các bác chị nhé. Phủ 90 độ mình dùng để lạ lỗ hoặc đó, lạ lỗ lạ lớn nhất được phi 24, nó 25 thì lạ được 2 phi 24 nhé. Rất là đẹp luôn, như mới nha các bác chị nhé. Cái này em bán là 150 nhé, mã số 24 nhé, lạ lỗ 150, mã số 24. Em
qua cái mã số 25 nhé. Phay bộ mũi phay luôn, bộ này là 380.000 nha các bác chị nhé. Nó có những cái size đây, phi 12 này, phi 12 nhé, đây là phi 10, phi 10 à, cái này là một cây ly, 1 ly 7 và 2 ly, 1 ly 7 và 2 ly nhé. Này, hai cây này là 3 ly, 3 ly, 3 ly nha các bác chị nhé. Này là 4 ly và 5 ly, 4 ly thì nó có hơi mẹ chút xíu này, 4 ly và 5 ly nhé. Cây này là 8 ly này, 8 ly thì cây này nó có bị chày mẻ đỉnh này, rồi mình mài lại đó, sườn thì rất là đẹp luôn. Này là 6 ly, 6 ly, cây này 6 me nhé. Đó, bộ này mã số 25 nhé. À, bộ này là 380 nha các bác chị nhé. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 8, 10 cây, 10 cây hợp kim. À, mã số 25 là 308. Mã số 26 nhé, một cái đồng hồ, một cái đồng hồ Bitcoin nhé, dùng để giả lỗ, giả trụ đều được hết nhé. Kim này bẻ lên bẻ xuống được, bẻ lên bẻ xuống được đó, đảo chiều, đảo chiều mình gạt cái này lên xuống như đó, làm nhà rất chuẩn nha các bác chị nhé, nhà rất chuẩn. Bộ này em bán là 350 nhé. Mã số 26, một cái đồng hồ trên què Bitcoin, 350 nhé. Mã số 26. Em qua cái mã số 27 nhé. Cái này là một cái máy vắt cạnh nhé các bác chị, vắt cạnh những cái đây này, những cái góc vuông này này, nó dùng để vắt cạnh mấy cái góc này nhé các bác chị nhé. Đó, thôi mình để ở đây thôi, để vào đây là mình vắt cạnh đó, mình để hoặc là mình để cái tấm phôi vuông về gắn cái máy này, mình đưa cái máy này cầm tay mình chạy chạy qua chạy lại đó, nó gắn chip nha các bác chị nhé. Đây chip của nó đây, nó gắn chip nhé, một cái này nó có hai lưỡi chip nhé, kèm đây là 246 con chip mới nha các bác chị nhé. Này là chip mới nhé, 6 con chip mới, con này xoay được 8 góc à, 4 góc, các bác chị xài không biết khi nào hết chip đâu, 8 con chia 6 con chip đó, ở đây hai con nữa này là 8 con đó, xài điện 110 nha các bác chị nhé, có gì để ý em xài điện 100. Bộ này em bán là 1.4 triệu, mã số 27 đây. Kosuku, con này công suất của nó là, nó nói đây là 7.000 này, công suất của nó bao nhiêu để coi, 480W, xài điện 100 nha các bác chị nhé. Em đã test rồi, máy chạy rất là êm nhé, đã test rồi đó, con này này còn rất là đẹp nhé, rất là đẹp, công tắc thì nó ở dưới đuôi này, hàng đã test rồi nhớ bác chị nhé. Cái này về vệ sinh sơ là cái này nó bóng loáng đó, chip này, gắn chip này, mình tháo hai cái tấm này ra mình sẽ thay được chip nhé. Cái này là vắt cạnh như các bác chị nhé, dùng để vắt cạnh ba cái tấm mình phay cần vắt cạnh nhé, mình phay xong mình bỏ xuống mình vắt, rất là lợi hại nhé. Con này rất là lợi hại, nhanh gọn, vắt một cái tấm chưa đầy một phút là xong đó. Cái dây mình nhìn nhé, bộ này em bán 1.4 triệu, mã số 27 nhé, đó, kèm là 6 chip mới nhé. 6 chip mới cho các bác chị thay, xài nó xài được 4 góc thì nó rất là lâu nhé, rất là lâu. À, rồi hôm nay em lên được một số các mã hàng đó, các bác chị thấy cái mã hàng là phù hợp có thể ủng hộ em nhé. Hôm nay clip em cũng làm đến đây thôi, em chào các bác anh chị nhé, hẹn gặp các bác chị clip sau.